Con ô cô, hôm nay con xin làm bài tiếng Anh liên kết ạ. Tả về bản thân của mình. Hi, my name is Nguyễn Phương. I try the O. Try this O. Is to pupil. Us Dương Quang. Second Dowry School Whistle Second School na. My birthday is 28th of February. I am very beautiful. It's chicken. Con cô bài làm con đến đây kết thúc ạ.